Rồi, chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Nghề Nhật Bãi ha. Thì nay mình có một món vài món linh tinh anh em ơi. Thì mình lên sóng cho anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Đó, thì mình sẽ không có ship code nè, không có bao ship luôn. Rồi, đầu tiên cái mã số 1 thì mình sẽ có hai cái cây kìm. Hai cây kìm này giá là 200 ha, thì tại vì mình hết băng keo anh em, mình lấy cái băng keo này ấy đỡ. Thì về nó có dính keo anh em chịu khó lau giúp mình. Nó giá 200 ngàn là hai cây nha anh em. Thì một cây là cây của Top, thì cây này mã nó là LB0200, thì chiều dài nó là 200. Ở đây nó sẽ có một cái má để nó banh ra nha nè. Đó, cây này thì nó hơi rít, cái là do mình chưa có vệ sinh. Ở đây nó sẽ có một cái kẹp như vậy để khi mà anh em cần, anh em ví dụ như anh em cần móc cái gì, anh em để anh em kéo thì anh em banh ra. Cái này nó sẽ tì vào, và khi đó anh em giật giật nó lên thì cái này nó sẽ bám vào thật là chắc nha anh em. Đó, nó khứa răng cơ nè. Đó, nó là không phải là kìm bằng, mà nó cũng không phải là cái kìm mấy, mà nó là một cái dạng kìm banh. Ở đây nó có cái ngàm để anh em móc vô luôn nè. Đó, ngàm chữ L. Rồi, tiếp theo cái cây số 2 là sẽ là cái cây dùng để cho anh em làm điện. Đó, cây này là made in USA. Thì cây này toàn bộ nó sẽ bằng nhựa, bằng sợi thủy tinh chứ không phải bằng nhựa. Đó, để giống như anh em kẹp dây điện hay làm gì đó. Đó, nói chung là đúng chuyên ngành của anh em thì anh em mua. Tại vì những cái thiết bị mà dạng như cái kìm này là khi mà anh em kẹt công chuyện, anh em cần, anh em mua mới nó rất là đắt ha. Đó, hai cái kìm này thì mình bán giá là 200 ngàn thôi anh em. Đó, 200 ngàn. Rồi giống như tại vì có một số món mình thanh lý nên là mình ghép vào đây luôn ha. 200 ngàn hai cây nha anh em. Đó, ra bãi thì nó cũng sẽ là như vậy thôi. Rồi, tiếp tục mã số 2. Mã số 2 thì mình có đánh dấu ít nè. Thì đây là đây nè. Đó, thì tình trạng của cái này á, giá 650 là mình cắm điện vào thì nó không có ra nguồn ha. Mọi thứ như là công tắc, cầu chì quá tải thì mình đo nó vẫn còn thông với nhau. Thì anh em nào rành thì anh em có thể mua về anh em nghiên cứu. Rồi đây, thì mình mở sẵn cho cái hộp cho anh em ha. Thì nó sẽ có bốn con ốc như vậy nữa. Đó, giá mình bán là 650 ngàn. Cái này nó nặng khoảng 6 kg. Đó, thì anh em có thể nhìn thông số, nhìn nó ở đây trước đi. Bên trong này là mình chưa có đụng chạm ha. Tại vì cái con này là của Mỹ. Nó sẽ là một cái biến áp, nó dành cho anh em nào mà chuyên chơi âm thanh ha. Nó sẽ có lọc điện nè, có chống sét nè anh em. Nhưng mà nó có một cái bộ mạch, và cái lỗi của nó là mình cắm nguồn, mình bật công tắc nó không có lên. Còn lại là mọi thứ nó nguyên rin, nguyên bản. Đó, chưa có đụng chạm. Thì anh em nào có nghề hoặc là anh em muốn thử vận may thì anh em về anh em có thể mua, anh em về nghiên cứu hoặc gì đó đây ha. Thì cái dòng vào của nó này anh em là từ 87 tới 140. Có nghĩa là anh em chơi âm thanh, cái hệ âm thanh của Mỹ á, thì điện của nó sẽ là 120. Đó, điện của nó sẽ là 120. Thì khi mà chơi âm thanh thì cái điều kiện nghiệt của nó, cái điều kiện điện của nó sẽ ngặt nghèo hơn là cái dạng như xài sử dụng đồ bình thường nha anh em. Nó có lọc nhiễu, nó tùm lum hết đó. Đó, thì cái này nó sẽ vào là 87 đến 140. Đó, nhưng mà nó sẽ luôn ra ở cái đầu ổn định của nó là 120. Đó, mát lát của nó là 10A, khoảng tầm 1000W. Thì anh em có thể nhìn cái phích cắm này là anh em biết rồi. Anh em nào chơi âm thanh thì anh em biết ha. Đằng sau này của nó đây anh em. Đó, đây là đằng sau nè. Để mình tì vào đây. Rồi, đằng sau của nó nè, anh em thấy không? Input là từ 87 ra 140V AC. Output nè là 120V anh em. Đó, 120V thôi. Mát của nó sẽ là 10A. Tất cả đều là của USA ha. Đó, thì ở đây nè. Mình cầu chì, công tắc thì vẫn lên đèn. Cầu chì thì ok, không vấn đề, nhưng mà nó chưa có ra điện thì nó có thể nó hư một cái con tụ hoặc là cái gì đó ở cái bảng mạch điện tử này. Hoặc là đôi khi nó dơ, nó dính bụi, nó có thể nó dơ. Thì anh em về, anh em may mắn thì anh em vệ sinh thì nó ok. Đó, còn không thì anh em có nghề thì nó hư những cái này thì anh em có thể mình mở ra cho anh em là để anh em coi là nó chưa có dấu hiệu của việc mình sửa chữa nha anh em. Đó, thì mình mô tả rất là rõ ràng để anh em cảm thấy nó trong cái khả năng của anh em, hoặc là anh em muốn thử vận may thì anh em mua, để tránh cái trường hợp anh em mua về anh em kêu mình sửa không được rồi mình lên mình bán không có ha. Mình hoàn toàn không có chuyện đó. Rồi, đó, có sao thì mình mô tả vậy thôi. Thì bốn con ốc của nó khi mà ụp vào nó sẽ ra hình dáng như vậy nha anh em. Đó, nó sẽ ra hình dáng như vậy. Đó, bốn con ốc này mình sẽ bắt vào sau cho anh em. Đó, nó chỉ có bốn con ốc thôi ha, hai ốc bên này, hai ốc bên này. Rồi, đó, nó nguyên như vậy. Dây nguồn zin luôn nha anh em. Dây nguồn zin chưa có gì hết, rất là dài, rất là dài. Giá của nó là 650 ngàn, mã số 2. Rồi, mã số 3. Để mình quay qua đây cho anh em dễ coi. Mã số 3 thì mình sẽ bán là 100 ngàn bằng 3 cái. Đây là một cái lọ thủy tinh dành cho anh em nào mà chuyên cái súng sơn Airbus. Mình ví dụ cho anh em, thì cái cây này mình không có bán nha anh em. Mình chỉ cây này là cây của mình sử dụng đó. Thì đây là một cái cây súng sơn Airbus, anh em có thể mua của thứ nhất là của Trung Quốc nè, thứ hai là của Nhật, thứ ba là của các nước khác như là Mỹ này kia. Thì cái dạng bình của nó là dành cho những anh em nào làm nghề mà neo á. Ở bên Mỹ thì họ sử dụng neo là tới cái trình độ này rồi nha anh em. Là ví dụ đây là cái màu sơn.
Đó, thay vì anh em phải rửa cái cốc thì anh em mua 4-5 cái cốc này. Đó, cốc này là zin của nó luôn nha anh em. Đó, chất liệu là bằng đồng. Cái ống này là bằng đồng nè. Đó, và cái này nó sẽ chịu được hóa chất, tại vì cái sơn nó sẽ có những cái hóa chất nó dạng ăn mòn anh em. Đó, lọ thủy tinh. Đó, thì thay vì anh em phải mỗi lần anh em, ví dụ anh em sơn 4-5 màu đi, 4-5 màu, thì thay vì anh em phải phải rửa cốc này kia thì anh em sẽ dùng cái này. Thì bên Nhật họ dùng ra cái bình như vậy để anh em cắm vào, ví dụ màu xanh thì anh em cắm vào màu xanh. Đó, đến lúc mà anh em xịt xong, anh em vẽ đồ nhỏ, ví dụ anh em đổ xong màu đỏ thì anh em sử dụng màu đỏ. Đó thì nó sẽ ấy hơn ha, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em chỉ có một bình, anh em xài cho một bình mà anh em xài cho nhiều màu thì nó rất là bất tiện đó. Thì cái này nó dành cho cái dạng súng như vậy nha anh em. Đó, cái súng như vậy ở Việt Nam mình bán rất là nhiều luôn, chỉ có bình thôi là hơi khó, tại bình nó hay bị mục, với lại là cái chỗ cái gù này sơn nó chạy qua nhiều nó hay bị gãy nè. Thì mình bán giá là 100 ngàn bằng 3 bình ha. Còn súng với một bình còn lại của mình thì mình sẽ không có bán, tại vì mình để mình thử đồ anh em. Đó, ba cái này là 100 ngàn ha. Đó, cái này là zin của nó luôn nha anh em, tại vì về lô á, ít súng nhưng mà nó, cái này rất là nhiều. Cái này nó còn có một cái kim loại dưới để nó hút cho nó cạn luôn ha, nó sát đáy luôn nè anh em. Đó, nó không có bị tình trạng là hở. Đó, rồi, ok ha. Đó, mã số 2 là, mã số 3 là 100 ngàn bằng 3 cái rồi. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 nè, mình có những cái này. Những cái này thì đợt trước mình có bán một lần rồi, đợt này còn thì mình lấy ra mình bán tiếp ha. Thì đây là những cái móc áo, có móc áo bằng inox. Nó có 500, anh em lưu ý nó bằng inox ha, nó rất là dày. Dày dặn và cứng cáp thì nó sẽ có hai cái cách cho anh em sử dụng. Một là anh em cho nó hít vô đây, để mình lấy cái này. Cho nó hít vô thép nè, ví dụ như anh em hít vô thép. Đó, anh em treo những cái vật nó khoảng như là tầm nửa ký đổ lại ha. Và anh em treo ví dụ như móc khóa, ổ khóa này kia là ok ha. Ổ khóa thì được một cái thôi nha anh em. Đó, về cái mặt phẳng của kim loại nè. Đó, cái thứ hai là anh em có thể khoan xuyên qua đây luôn. Khoan xuyên qua đây, cái này nó dày tầm 1 ly anh em. Anh em khoan xuyên qua đây luôn, anh em bắt chắc vào tường. Thì cái này anh em sẽ treo được khoảng đâu đó là 5 kg nha. Nó có hai cái lựa chọn cho anh em. Đó, anh em lấy dấu anh em khoan vô y như những cái tắc kê bình thường vậy đó. Còn cái anh em muốn di dời, anh em treo đồ nhẹ thì anh em để như vậy. Đó, anh em máng vào đây, anh em treo chìa khóa rồi móc khóa này kia. Thì mình bán ở đây là 100 ngàn bằng 4 cái. Nó bằng inox nha anh em lưu ý. Nó bằng inox. Đó, nó lên cái màu này thôi. Đó, chứ khi mà nó chảy ra nó bằng inox. Ở đây nó còn ba cái mới nguyên trong bịch nè anh em. Đó, mà ngoài bãi thì cái bịch của nó hơi dơ xíu nha anh em. Nó hơi dơ, nó không có cong, không có cứng. Ở ngoài bãi thì nó dính sình, dính dơ. Nhưng mà không có bị xét ha. Thì đường kính của nó sẽ là 75. Nó là vuông 75 anh em. Rồi, 100 ngàn bằng 4 cái. Tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 thì mình sẽ có giá là 100 ngàn. Đây là 5 cái cục nút bít bằng inox 316 của thằng, cái này là của Mỹ nha anh em, nhưng mà nó sử dụng cho cái răng bình thường. Đó, ví dụ như anh em sẽ có một cái như vậy, nó ra răng 27 đi. Anh em muốn bít nó lại á, thì anh em sẽ bít lại như vậy. Đó, thì nó sẽ không có bị chảy nước ra. Đó, rồi. Đó, và ở đây nó có một cái rãnh nè, để khi mà anh em muốn ở những cái vị trí mà nó bị anh em hay tháo ra để xả á, thì anh em sẽ cột một cái cọng kẽm vô đây ha. Và anh em sẽ cột vào những cái vị trí đó để khi mà anh em mở ra cái này nó lủng lẳng, nó không có bị rớt mất. Đó, một là anh em cuốn cao su non, hai là anh em siết thật chặt vào, thì cái này là nó sẽ tùy vào cái miếng nhựa ở trong này thì nó sẽ kín ha. Răng 27 thông dụng nha anh em. 5 cái này mình bán giá 100 ngàn. Đó, anh em lấy mỏ lết anh em siết chặt lại thì những cái đường chờ như vậy nó sẽ chờ cho anh em để anh em làm những cái việc nối ống nước này kia sau này. Rồi, mã số 5 ha, 100 ngàn bằng 5 cục nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5 cục. Rồi, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 thì mình sẽ có giá 100 ngàn luôn. Đó, số 6 ha. Thì cái này á, thì đây là một cái tay nắm cửa. Tay nắm anh em có thể làm tay nắm cửa hoặc là bằng cái gì cũng được. Nắm cửa, nắm đồ gì cũng được. Nhưng mà ở đây nó có 4 cái, thì hai cái khi mà tháo máy anh em, nó bị cứng hàng nè. Đó, tháo máy ra nó cứng hàng, nó hơi cong cong một xíu nè anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, thì đây hai cái thẳng là bên này. Đó, lỗ ốc này là lỗ ốc thông dụng là 6 ly nha anh em. 6 ly. Đó, dày dặn và cứng cáp. Đó, nhưng mà ngoài bãi nó cứng hàng quá thì mình bán giá 100 ngàn bằng 4 cái cho anh em. Thì cái này nó sẽ dài khoảng tầm là 20 quá. Đúng rồi anh em, hơn 20, 21 nha anh em. 21. Đó, cái thằng này nó cuộn Tagiken. Tagiken, thằng hãng này chuyên sản xuất những cái tay nắm cửa đó, 4 cái bằng inox mình bán 100 ngàn nha anh em. Tại vì nó có hai cái nó bị cong nhẹ. Rồi, tiếp tục qua mã số 6 tiếp đi. Cái này mình quên nè. Mình quên ghi nè anh em. Đó, quên ghi. Thì ở đây mình sẽ có một cái ổ cắm ha. Ổ cắm. Cái này là anh em sẽ cắm điện 3 pha. Cái này là anh em cắm vào tường.
Đó, ở đây là anh em sẽ đi vào cái đường dây điện ở đây. Đó, ví dụ anh em cắm vào tường như vậy. Cái ổ này là 3 pha ha, 225V cho 20A. Đó, rồi. Ví dụ ở đây nó sẽ có một cái ổ chia, nếu mà anh em có một thiết bị thôi đúng không? Thì anh em cắm cái này trực tiếp vào tường. Đó rồi, ok. Đó là anh em sẽ ra được cái đường điện 3 pha cho thiết bị máy móc của anh em. Rồi, nhưng mà ví dụ như anh em có nhiều cái thiết bị đi. Thì đây là một cái ổ chia nha anh em, nó sẽ chia được là 1 2 3 ổ. Đó, ví dụ như anh em có 3 cái máy đi. Đó, anh em có thể anh em cắm vào đây trực tiếp đó, rồi. Thì anh em sẽ chia ra. Đó, đây là một cái thiết bị của anh em nè. Đó, đây là hai cái thiết bị của anh em nè. Đó, và đây là ba cái thiết bị của anh em, thì anh em sẽ cắm vào nó sẽ ra như vậy. Đó, thì cái ổ chia này thì nó là của thằng Minato luôn. Đó, điện là 20V 250A. Đó, còn nếu mà anh em không xài ổ chia thì anh em cắm cái này trực tiếp vào cái ổ này là ok hết. Đó, tại vì là nó giống nhau ha. Thì cái này mình bán là 450 ngàn nha anh em. Nó bao gồm một ổ cắm 3 pha nè, ba cái vít cắm đực nè, và một cái ổ chia giá 450 ngàn. Đó, như vậy. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 món là 450 ngàn ha. Cái này mình quên mã số thì anh em có thể chụp hình lại, anh em gửi nhắn tin qua Zalo cho mình. Rồi, tiếp tục mã số 7. Số 7 ha, số 7 thì mình cũng có giá 100 ngàn luôn anh em. Thì cái này có 4 cái cục đồng là van một chiều hay gì đó. Mà tại vì cái răng của nó hơi bị nghịch nên là mình nó không phải giống như cái răng thông dụng. Anh em có thể tiện chạy lại hoặc là nó của bên ngành oxy hoặc là gì đó, tại răng nó ngành oxy hay ngành y tế gì đó, nên là cái răng của nó lạ hơn những cái răng nước bình thường của mình nha. Đó, dòng chữ nó rất nhỏ, ở đây là nó cuộn USA. Nó nhỏ lắm anh em không thể đọc được luôn á. Anh em phải cầm trực tiếp anh em mới đọc được đó. Ha, ở đây rồi. Đó, bốn cục này là nó giống nhau nha anh em. Bốn cục này là nó giống nhau. Nó rất là giống nhau, bằng đồng nguyên khối. Đẹp lắm. Đó, thì ở đây nó có cái dấu chiều chạy của nó này anh em, là khí cấp từ đây đi qua. Đó, thì mình bán bốn cục này 100 ngàn cho anh em về anh em nghiên cứu chơi thôi. Đó, đồng. Ha, đồng nguyên khối, rất là đẹp luôn. Mà răng thì nó sẽ hơi khác loại so với những răng ở đây nha. Mã số 7, 100 ngàn. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Mã 8 thì mình sẽ có một cái cây hút thổi của thằng Kinky Made in Japan. Giá mình bán là 400 ngàn. Thì cây này cuối clip mình sẽ test sau cho anh em ha. Ở đây, mình sẽ bỏ riêng ra. Đó, cây này để anh em phụ dung dịch dầu Made in Japan nè. Cây này còn rất là đẹp nha. Đó, Made in Japan, cực kỳ đẹp luôn. Đó, Kinky. Anh em có thể sử dụng là một là khí, hai là anh em mở lên này nó sẽ hút chất lỏng. Ở đây nó sẽ có một cái cọng dây của nó, mà dây này nó chai nha anh em. Anh em có thể hút dầu này kia để anh em rửa máy, dây này nó hơi chai. Đó, mình nó hơi cứng thì anh em về anh em thay cọng dây khác, nhưng mà giữ lại cái bộ lọc. Đó, cái này là cái bộ lọc của nó nè, dây này nó cứng, nó xài lâu lắm rồi. Nó bị cứng. Đó, thì anh em sẽ giữ lại cái bộ lọc này để anh em thả nó không có bị tắt. Rồi, cái này giá là 400. Cuối clip mình sẽ test sau cho anh em. Rồi tiếp tục mã số 9. Mã số 9 mình có một cái van khí của Đức nha anh em. Cái này của Đức, hồi trước cái con tem nó ở đây nè. Mình bán mấy cái rồi, giờ thì nó còn một cái thì mình bán giá là 450 ngàn. Là anh em sẽ cấp đường khí vào đây. Anh em nhìn nè, bình thường nó là răng, bình thường thì nó sẽ luôn đóng nha anh em. Con này sử dụng được cho hóa chất ha, cho dầu, cho tất cả các thứ này kia. Đó, bình thường nó sẽ luôn đóng. Ví dụ như anh em cần anh em mở phi, con này là phi 34. Anh em cấp dây khí vào đây thì cái van này nó sẽ mở ra. Anh em ngắt khí, cái này nó sẽ ngắt khí thì cái này nó sẽ đóng lại y như vậy. Bình thường nó đang ở trạng thái đóng và toàn bộ nó sẽ là bằng đồng nguyên khối nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, giá của nó sẽ là 450 ngàn. Đó, của Đức nha. Rất là đẹp, đồng. Rồi, cái này cuối clip mình cũng test cho anh em dễ hình dung. Tiếp tục qua mã số 10. Mã số 10 thì mình sẽ có một cái 5 cái bộ mặt bích nha anh em. 5 cái bộ mặt bích ở đây. Đó, 5 cái bộ mặt bích. Thì mặt bích này nó sẽ cho anh em ra răng 27. Đó, đây, để anh em kết nối nè. Đó, về có cái phốt nữa anh em đóng vào. Thì đây là một bộ của nó như vậy, sẽ là 200 ngàn là bằng 2 cái. Đó, ví dụ anh em có răng 27 anh em kết nối vào. Đây là cái mặt bích, răng này là răng 27 ha. Để anh em kết nối ống này kia đó, trong cái ngành áp lực cao nha anh em. Đó, đường kính của cái này sẽ là 100. Đường kính đây, đường kính của nó sẽ là 100 đúng nha anh em. Đó, của Nhật. Rồi, lỗ này là lỗ dành cho ốc 10 ly. Lỗ ốc 10 ly. Đường kính của cái phốt bên trong nó sẽ là 50. À, 50 nha anh em. Đúng 50 luôn. À, 55. Sorry anh em, 55. Đúng 55.
đó là một cái phốt nó sẽ ép vào đây, và khi đó anh em sẽ siết bốn con ốc này là thì nó rất là cứng, và răng 27 nó sẽ thông qua đây như nhau. Đó, cái này thì nó có cái nó còn cái này thì, nhưng mà cái này nó bị móp về, anh em thay cái này nó cũng không nhiều hết đó. Đó thì mình bán 200 là hai cái ha. Đó, như vậy đó, ở đây mình sẽ có tất cả là 5 cặp, anh em nào lấy luôn 5 cặp thì mình sẽ bớt 50.000 nha anh em, là 950.000. cái này nó nặng lắm, nặng cực kỳ, inox của Nhật, tháo máy ra rồi. Tiếp tục mã số 11. Mã 11 thì mình sẽ có một cái ổ cắm chống giật. Đây, cái ổ cắm chống giật ha, giá là 350.000 dành cho anh em nào sử dụng điện 100V. Đó thì ở đây nó sẽ có cái dòng rò là 15mA, tải tối đa của nó là 15A. Thì cái này nó sẽ dành cho anh em nào mà thi công ở dưới trời mưa hoặc là gì anh em ha. Mình ví dụ. Đó, ví dụ như anh em cắt cái máy mài mà trời mưa mà xài một điện 100 á, anh em muốn tranh thủ á thì nguy hiểm á, thì cái này nó khi mà nó bị rò nước hoặc rò rỉ á, cái này nó sẽ tự ngắt ha. Dây của nó là đi dây 2 ly. Mình ví dụ cho anh em khi mà anh em cắm vào đây. À, anh em bật công tắc nè. Đó. Đây là bật công tắc nè. Đó, thì khi đó ví dụ như nó giống như một cái CB chống giật á, nó sẽ tự nó nhảy nha anh em. Đó, đây là anh em bật nè, còn đây là cái tắt nè, hoặc là đó nó có đèn nè. Đó, thì khi mà có hiện tượng nó rò rỉ á, nó sẽ nhảy cái tạch, và khi đó anh em sẽ phải reset nó lại. Đó, của Nichido, dòng rò là 15mA, tải tối đa là 15A, và dành cho điện 100V nha anh em. Này là đế đúc của nó nè. Đó, đế đúc thì anh em sẽ cắm điện vào đây. Đó, nó chỉ ra một khúc dây dài như vậy cho anh em chia các thiết bị của anh em. Đó. Đó, nó là một cái CB di động anh em, dành cho điện 100V. Anh em nào hay xài 100 á. Đó, giá của nó sẽ là 350.000. Một cái CB chống giật rồi. Mã số 12. 12 thì mình sẽ có giá là 300.000 một cây, mình nhắc lại. Thì cái cây này nó là của Kurita Sport Gun. Nó sẽ dành cho cái việc mà anh em sử dụng cho để vệ sinh ha, nhưng mà nó sẽ yếu hơn. Đó, toàn bộ nó sẽ là bằng inox từ phần này lên. Nó yếu hơn cái cây hồi nãy ha. Cái này cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em, giá của nó sẽ là 300.000 một cây. Đó, ở đây thì khi mà anh em xịt lên á, cái này nó sẽ đánh nha. Cái thân này là ti inox nè. Đó, nó sẽ đánh ngang qua ngang lại, thì cái này anh em vệ sinh những cái vị trí mà nó nhỏ anh em, nó ít thôi ha, chứ không có được như cái cây kia. Rồi, cái này cuối clip mình test sau cho anh em. Mã số 12 giá là 300 nè. Tiếp tục qua mã số 13. 13 thì mình sẽ có một cái rò le khí. Cái này thì dành cho anh em nào gắn trên xe tải nè. Nó sẽ sử dụng điện được là 12 hoặc 24V. Được mạ rôm rất là đẹp ha. Thì răng ở đây sẽ là răng 13 cấp khí vào. Và ra ở đây á, nó sẽ là răng 9 ly. 9 ly 6 có nghĩa là 10 ly á. Cái này cũng răng thông dụng hết nha em. Răng thông dụng hết. Đó, cái này nó giống như một cái bộ phận của cái kèn xe á anh em. Đó, khi mà anh em cấp điện là khí nó sẽ chạy từ đây đi qua. Đó, cấp điện khí nó chạy từ đây đi qua. Đó, và nó xài được cho điện 12 hoặc 24 luôn ha. Rất là chắc chắn nha anh em. Dày lắm, cầm rất là dày và nặng. Giá mình bán là 300 ngàn. Một cái rò le sử dụng điện 12 hoặc 24V. Hoặc gọi là cái van đi, chứ không phải rò le nữa. Đó, mã số 12 ha. 13, 300 ngàn. Rồi, mã số 14. 14 thì mình sẽ có một cái súng phun sơn áp lực cao. Quần si qua. Đó, ở đây răng 13 ha. Anh em nào có cái máy phun sơn mà áp lực cao mà chạy bằng điện, bằng khí á. Đó, phun sơn thì anh em sẽ biết cái súng này. Đó, khớp này là khớp của nó xoay nè. Tại vì áp của con này nó còn cao hơn những cái máy rửa xe nữa anh em. Đó đây. Rồi. Ở đây nó sẽ có hai cái đầu bét cho anh em. Nó sẽ có ba cái để cho anh em vặn nè. Thứ nhất là cái bét nhỏ nè. Thứ hai là anh em khóa nè. Và thứ ba là anh em sẽ mở cái bét này ra để anh em phun lớn. Ví dụ như anh em không xài cái bét này, anh em có thể thay thế luôn. Đó, anh em thay thế cái này. Anh em lấy mỏ lết, anh em vặn cái này ra. Đây. Anh em lấy mỏ lết, anh em vặn cái này ra. Anh em thay cái bét khác nha anh em. Tại vì cái này nó cho anh em xài chung được với nhau hết. Kể cả cây của Trung Quốc, anh em xài bét của cây của Trung Quốc. Đó thì anh em thay ra. Đó, anh em vắn một cái bét khác vào theo ý của anh em. Đó, còn ở đây nó sẽ có cái chốt an toàn. Đó, chốt an toàn là khi mà anh em không xài, anh em bóp như vậy. Anh em vặn qua nó sẽ không thể nào bóp được. Anh em phải trả lại thì anh em mới bóp được ha. Đó, cây này là cuộn xi qua nha anh em. Đó, chỗ này nó sẽ có một cái khớp cho anh em nè. Nó sẽ có hai chế độ cho anh em. Một là cái bét nhỏ nè. Thì cái này nó đang có bét sẵn luôn anh em. Đó, anh em không thích xài bét nhỏ thì anh em chuyển qua bét lớn. Đây, bét nhỏ đây, còn bét lớn là bên này. Đó, hoặc anh em không xài bét này thì anh em tháo phần này ra anh em thay. Mát của nó là 253, là 250 kg á, khoảng đó.
còn đây là 3600 PSI, răng 13 thông dụng ha, giá của nó là 600.000. Con này tình trạng là còn khá đẹp nha anh em, khá đẹp, nhôm dày dặn cứng cáp. Rồi mã số 15 thì hôm bữa trước mình cũng có bán mấy cái này rồi nè. Thì bây giờ mình có cũng hai cái y như hôm bữa, nhưng mà mình có kèm theo một cái răng 21 đó, thì nó lên giá chút là lên 50.000 thôi đó. Cái tại vì cái 21 này là mình kèm cho anh em, ha. Ở còn hai cái này là nguyên bản của nó sẽ là răng 27 nè. Răng 27 cũng tháo từ những cái máy lớn đó. Áp con này là 7.8 nè. Đó 7.8 ha, là nó nhảy cái van an toàn ở trong này. Con này thì 7.6 nè anh em. Con này 7.6, cái sơ cấp cái thứ cấp ha. Đó, thì đây, hai cái này là răng 27 rồi. Thì cái này của nó áp của nó là 7.8, răng 20 a à, răng 17, nhưng mà tình trạng của nó nè, anh em thấy không? Lúc mà nó tháo máy cho mình á, nó làm đổ cái bình anh em, nó tì nghiêng nên nó hơi cong cái chỗ này. À, mình thử thì nó vẫn nhảy cái rò le này bình thường nha anh em. Tại cái máy hơi của nhà mình đè lên được áp là 10kg, thì khi mà lên tới 7.8 là cái này nó xì đó. Nhưng mà mình cũng không, mình sợ nó cong ở đây nè anh em, nên là anh em có thể về gắn những cái thiết bị nhỏ nhỏ, ok ha. Đó, rồi còn hai cái này là hai cái răng lớn nè, dành cho những cái bình khí mà lưu lượng lớn anh em, tại vì răng nó là răng 27 to lắm. Rồi cái này thì ba cái này mình bán 650.000, anh em chủ yếu xài hai cái này nè. Đó, cái này tất cả những cái này là bằng cái hộp kim đồng nha anh em, thì khi mà anh em sử dụng anh em không có sợ cái tình trạng là nó ra ten rồi nó kẹt cái van an toàn của anh em, nó sẽ gần như là không có chuyện đó đối với những cái van Nhật. Còn anh em nào mà xài những cái bình vật tiết mà của thị trường mình á, anh em đều biết là cái van của nó lâu lâu anh em phải cho nhớt hoặc gì nó kẹt đó, nó dính hóa chất nữa, hóa chất tẩy rửa không chạm, rửa xe bọt tiết á. Đó thì mình bán ba cái này là giá là 650.000 ha. Rồi mã số 16 thì mình sẽ có một cái bếp gấp gọn của số tô nha nè, giá 650.000 đó. Đó thì khi mà anh em không xài, anh em vặn cái này lên, anh em xếp nó gọn lại đó, đây như mình bẻ nè, để mình lấy cái băng keo ra nha nè, đó như mình như vậy đó, anh em sẽ xếp gọn nó lại đó, rồi anh em bỏ vô túi du lịch của anh em. Đây qua đây anh em thấy nó gọn không đó, để mình quay nó qua, nó vướng cái chân này. Đây đó thì nó sẽ có một cái chân gấp gọn, cái này để chút mình gấp gọn cho anh em đi, tại vì nó hơi vướng đó. Anh em tháo cái bình ga này luôn, gấp gọn lại hết tất cả ha, nó chỉ có một cái nhúm như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ banh ra để mình thử luôn cho anh em, tại nay có nhiều món thử nên mình để nguyên vậy luôn nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ khi mà anh em cần nấu á, anh em sẽ đặt cái này xuống đó và anh em vặn cái này đó, anh em chàng hạ cái chân nó ra ha. Cái này sử dụng bình ga mini thông dụng của mình nè. Đó, bình ga mini thông dụng của mình, anh em chàng hạn nó ra đó, vặn cái này sát xuống ha. Thì khi đó anh em sẽ đặt được cái nồi hoặc là một cái gì đó nó to lên đây đó ha, và anh em bật bếp anh em nấu nó rất là chắc ha. Thì cái này anh em sẽ lôi được cái bình ga ra cách nó khoảng tầm là 30 xăng đó, anh em nhìn nè, đó cách ra 30 xăng, tại vì cái này nó sẽ cho mình một cái nhiệt lượng nó lớn lắm, thì khi đó cái chai ga để gần á nó sẽ gây ra tình trạng nó nguy hiểm đó, nên là nó sẽ cách xa được, hoặc là anh em để dưới đất cũng được đó, nếu mà anh em có cái bàn đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật thử cho anh em nha. Đó rồi lên rồi nè, tại vì nó có gió anh em, nó táp qua một bên nên là anh em không có thấy hết được cái đường, để mình tắt đèn đi nha, nó hơi khó thấy nha, tại vì đèn nó nhiều quá đó. Đây em có thể nhìn thấy nè, nó có gió nữa đó, cái nhiệt lượng nó lớn lắm anh em. Cái này mà đó, nó có gió nữa thì anh em có thể chỉnh lửa lớn lửa nhỏ đây, tại vì mình đang quay phim thì nó có gió có quạt với lại là cái này kia thì nó cũng không có thử ok cho anh em lắm ha. Nó nóng lắm nha anh em. Rồi ok, con này hoạt động bình thường đó. Và khi mà anh em đi du lịch, anh em cắm trại, anh em cũng phải kiếm cái chỗ nào không có gió anh em mới nấu được đó. Nhiệt lượng của nó rất là cao, thì cái dây ga này nè nó để ra, và đặc biệt con này cuộn Soto nha anh em, cuộn Soto đây. Thì khi mà bán cho anh em á, mình sẽ không có kèm theo cái bình ga, tại bình ga này là cái bình ga mà anh em mua ở đâu nó cũng được hết ha. Đó, anh em tháo ra rất là dễ, vặn đủ là nó đủ vòng mà nó sẽ cho anh em tháo đây đó. À, nó sẽ có một cái lóc chốt an toàn ở đây, nó đầy đủ nha anh em, tại vì này nó còn nóng lắm đó, của Nhật ha, của thằng Soto nha anh em, của Soto đó. Nó có một cái bao đi kèm nữa nhưng mà nó bị rách rồi, nên là mình giục luôn cái bao đó, mình giữ lại cái bộ này thôi. Giá mã số 16, một cái bếp cho anh em cắm trại giá 650.000. Rồi tiếp tục mã số 7. À mã số 17 để mình bật cái đèn lên cái.
Rồi, bảng số 17 thì mình sẽ có một cái kho. Cái kho này giá là 500 anh em ha. Cái kho này thì để anh em kho cầm tay, anh em sử dụng cho cái công việc của anh em. À, rồi, đây, mình sẽ mở đây. Cái này thì là cái mới chưa xài và nó sẽ sử dụng là cái bình ga, là bình ga. Bình ga của cái này là cái bình ga Nhật luôn nha anh em. Thì anh em có thể thay thế bằng cái bình ga, thay thế bằng bình ga Việt Nam đều ok ha. Ở đây nó sẽ có phần cho anh em nhúng xuống nè. Đó, để anh em lấy cái bình ga ra. Khi mà anh em gắn vào, anh em chỉ cần đưa vào vậy. Đó, kéo xuống đưa nó vào. Tại vì bình ga này là bình ga mới nha anh em. Nó chữ Nhật không à, nhưng mà sản xuất ở đâu ta? Không biết nó sản xuất ở đâu. À, bình ga này của Nhật, thị trường Nhật nhưng mà sản xuất ở Korea. Đó, đây là cái kho ha. Cái nhiệt lượng nó lớn lắm anh em. Cái anh em nhìn cái họng ga nè, mà mình nhét được ngón tay cái vào thì đó là nó cho mình một cái lượng kinh khủng luôn. Đó, anh em để ở bàn nè, ví dụ như anh em để ở bàn, anh em cần kho cái gì của anh em á. Rồi đây nó có hình dáng cho anh em coi nè. Đó, nhiệt lượng của nó sẽ là từ 800 cho tới 1200 độ C. Đó, anh em có thể cầm, anh em chút này kia đều ok hết nha anh em. Mình bán giá là 500.000 ha, mã số 17. Rồi tiếp tục mã số 18. Mã 18, cái này mới nguyên hộp chưa xài nha anh em, kèm một bình ga cho anh em, bình ga zin của nó luôn. 18 thì mình sẽ có một cái vòi cứu hỏa giá 600. Vòi này thì anh em nào mà có dây ống cứu hỏa rồi thì anh em sử dụng thằng này, đường kính phi là 40 nè. Đường kính cái lỗ này là 40 nè anh em. Đó, anh em coi cái ống dây của anh em đường kính bao nhiêu thì anh em ấy vào. À, chày mắt của Nhật và toàn bộ cái này là bằng đồng nha anh em. Nó chày ra thì nó sẽ, anh em sẽ thấy nó bằng đồng. Đó đây. Cái bét của nó to chà bá luôn anh em ơi. Thì cái này nó chỉ có những cái máy bơm nước cỡ lớn, cực kỳ lớn. Anh em nhìn cái bét này nè. Bét nó mẹ bằng ngón tay út của mình đút vô đó. Nên là những cái máy mà dân dụng ở Việt Nam mình không thể sử dụng được cái vòi này. Cái vòi này là ví dụ như nếu mà anh em nào mà ở nhà, ở xưởng, ở tiệm á, mà có trang bị cái máy cứu hỏa á, và có ô dây ống cứu hỏa mà của Nhật bãi anh em, mà anh em chưa có bét á, thì anh em mua cái này về, anh em ghép vào là khi mà có công chuyện là anh em xịt cái này nó ghê lắm. Tại vì cái máy cứu hỏa nó mới trị được thằng này thôi nha anh em. Cái này đúng của máy cứu hỏa, chứ còn anh em gắn vào những cái thiết bị mà bơm ở thị trường mình, bơm dân dụng này kia, bơm 20 ngựa, 30 ngựa là không có được. Tại vì nó không được thiết kế để bơm một cái lượng nước lớn để cứu hỏa nha anh em. Đó, nên là anh em lưu ý ha. Giá mã số 18 là 600.000. Anh em nào đang có hệ thống mà cứu hỏa rồi á, của Nhật bãi dây ống của nó rồi á, thì về anh em chỉ cần bập vào thôi nè, nó có cỡ dây cỡ ấy rồi kia cho nó luôn nè. Rồi tiếp tục qua mã số 19. 19 thì mình sẽ có một cái 19 thì mình sẽ có một cái vòi. Cái vòi này là của Nhật luôn nha anh em. Mình thì cũng không biết nó dùng làm cái gì, nhưng mà nó dùng cái bét này kia cũng to gần bằng cái ống cứu hỏa luôn. Đó, thì cái này nó có những cái đầu bét nè. Thứ nhất là bét thẳng nè, thứ hai là bét nhiều lỗ nè, thứ ba là bét xè. Hai cái cây này là bét xè. Đó, giống như nó trên một cái hệ thống để tưới tiêu cho những cái khu vực vườn nó rộng anh em. Và cái này nó gác ở trên cái cây ấy ha, để nó xịt cho đầy đủ luôn. Đó, đây là cái đường nguyên toàn bộ là bằng inox hết nha nè. Inox hết đây, bét đây inox luôn, của hàng Nhật luôn. Đó, ra cái chữ thập. Đó, ống này là phi 34 nha nè, phi 34. Đó, đường ống này là phi 34 hết, tức là bằng inox 304 của Nhật ha. Đó, đây. Đó, chứ mình không có rảnh đâu, mình ngồi mình ghép vào anh em. Tại vì tiền mua mấy cái đầu bét này mấy trăm ngàn một cái rồi. Đó, thì mình bán nguyên một cái com lê này, nếu mà anh em tận dụng được, anh em xài thì quá ok. Giá là 950.000. Và cái hệ thống bơm của nó cũng phải là bằng thằng này luôn nha anh em. Đó, hàng này là nhét vô nhau còn không được luôn á. Đó, là phải bằng thằng cứu hỏa luôn, chứ không có thể nào mà thua được đâu. Đó, thì anh em nào mà sầu riêng hoặc là cái gì gì vườn mà to, mà có cái cỗ máy mà tưới tiêu nó lớn á, thì anh em sử dụng được 4 bét một lúc luôn. Còn nếu mà không thì anh em phải bịt lại, tại vì ở đây nó còn bịt lại một cái đường nữa nè. Nó còn bịt lại một cái đường nữa. Đó, anh em có thể bịt lại như cái nút bịt này để anh em tận dụng của anh em. Đó, tại vì những cái bét này là những cái bét ông cố nội người ta không nha anh em. Ha, à, rồi, cái này thì 19 mình bán 950.000. Rồi, tiếp tục qua mã số 20. 20 thì mình sẽ có một cái con bơm mỡ bò, con này rất là nặng, giá là 600. Thì đây. Ở đây nó sẽ có cái bảng thông số cho con này nha. Nó bơm được là 1 cc trên một lần. Áp lực bơm của con này là 100 kg. 100 kg nha anh em. 100 kg. Ở đây. Áp lực bơm của nó khi mà anh em nhấn là ra tới 100 kg. Rồi, cái bầu chứa của nó là nửa ký mỡ. Đây mình ví dụ cho anh em.
anh em muốn bơm mỡ đúng không? Anh em mở cái này ra, anh em rút cái này ra, anh em nhét mỡ vào đây nè, anh em rút ra, anh em nhét cái mỡ vào đó, nhét mỡ vào đây, trong này nó còn nguyên viên cái mỡ bò của Nhật nè, đó hơi khó thấy ha. Rồi bây giờ mình thử cho anh em, mình nhét nó vào. Rồi đây, ở đây nó có một cái van, cái ống đồng này kia của nó rất là to ha, nhưng mà ở ngoài bãi thì phải cắt ra mới lấy được anh em. Bây giờ mình mở cái này ra nha nè, anh em muốn bơm nhiều bơm ít thì anh em mở cái này ra, bởi vì cái ống đồng nó phải làm như vậy, tới cái áp lực là 100 kg thì nó ấy lắm anh em đó. Rồi tại vì con này là bơm bít tông, anh em mở ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bơm ra đây đi. Và cái này ha, đây mình bơm, anh em nhấn nè đó, nó bơm như vậy, nó ra cái mỡ rất là đẹp ha. Khi mà anh em kẹt anh em bơm á, anh em siết vào anh em bơm cái lực nó ghê lắm đó, anh em ấn không có nổi luôn tại vì nó khóa ở đây đó. Là khi mà những cái vòng bi hoặc là những cái gì của anh em á, anh em có thể làm cái ống này dài ra cũng được, tại vì ống này là ống nó thay thế được ha. Hoặc là anh em cố định nó vào một cái điểm luôn, để khi mà anh em cần á, ví dụ trong cái thời gian mà anh em sử dụng á, ví dụ như quy định của nó là 1 tháng anh em bơm mỡ 1 lần, thì anh em chỉ việc kết nối này vào cái lỗ bơm mỡ của nó thôi, xong anh em tới lượt đó thì anh em bấm vào ha. Nhưng mà anh em lưu ý là cái lượng bơm 1 lần nó sẽ ra như vậy đó, để lưu ý. Nhiều mỡ quá cũng không tốt, mà ít quá thì không đủ vô trơn, nhưng mà nhiều nó bị nặng đó, thì lưu ý cái vấn đề mà bơm ha. Con này rất là nặng nha anh em, nó có cái bát treo cho anh em luôn nè, tháo máy ra tháo được cái bộ bát treo luôn đó. Hoặc là anh em lấy bát này ra anh em treo vào đâu đó tùy anh em, bơm của Nhật nặng lắm. Con này mình bán giá 600 nha nè đó. Thì khi mà bơm anh em ấn cái này xuống đó, cho mỡ nó đẩy vô cái buồng bơm thôi. Rồi con này mã số 20 600.000. Rồi mã số 21 thì mình sẽ có một cái ổ cắm điện hiện giờ nha anh em. Ổ cắm điện hiện giờ, ổ này nó sử dụng là chức năng chống nước và sử dụng ở ngoài trời đó. Công suất tối đa của nó là 1200W ở đây ha, ở ngoài 1200W đó tối đa. Thì nó sử dụng được hiện giờ là 12 tiếng đó. Hôm qua mình đã test rồi thì mình thử 2 tiếng là ok đó anh em. Nó sử dụng mạch điện tử và nó sử dụng ở ngoài trời đó. Nó sẽ có từng cổng cho anh em nè, nếu mà anh em mà sử dụng ngoài trời thì anh em kiếm những cái thiết bị nó có cái phích như vậy à, cái phích tròn này nè, nó là dùng để chống nước luôn anh em, thấy không, cắm vào cái nó lúng vào sâu bên trong là nó chống nước luôn nha anh em. Đó là ngoài mưa được luôn nha, cái kiểu như vậy là ngoài mưa được luôn nè đó. Là anh em phải đồng bộ với những cái phích của Nhật thì ok đó, tại vì hít vào anh em cắm vào nó cảm giác như là nó có một cái gì đó nó hít vào cứng lắm đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện mình thử cho anh em đó. Cái nào mà về anh em quên á, anh em có thể sử dụng cái chế độ là dịch ha, cho nó dễ. Đây mình chuyển qua chế độ hẹn giờ nè đó, thì bây giờ mình sẽ lên số tiếng, ví dụ anh em muốn cho nó chạy 5 tiếng 6 tiếng đi. Rồi mình không có cái quạt ở đây ha, anh em bật cái này đó, cái này nó đang không có thiết bị điện nè anh em, nên là nó chớp đó. Bây giờ mình nếu mà mình có cái thiết bị điện á, thì nó sẽ cho mình mấy tiếng mình cài đặt xong đây là chạy nè đó. Nhưng mà bây giờ nó đang không có thiết bị cắm vào ổ, ví dụ như anh em 600W thì anh em vào đây, 1200W thì vào đây đó. Còn những cái này là 100-200W thôi nè đó. Đó, nó có 4 ổ cho anh em tất cả ha, và tổng công suất của nó chỉ là 1200W thôi đó. Nó có ổ điện hiện giờ ha, ví dụ như anh em đi qua cái chế độ hiện giờ thì anh em sẽ cài đặt ở đây nè. Ví dụ mình muốn 1 tiếng thì mình bấm lùi về đó, có thiết bị điện nó sẽ chạy nha anh em đó, và chạy đủ 1 tiếng nó sẽ ngưng đó. Và khi mà anh em chạy á, để ngoài trời thì nó sẽ dày đó, cộng dây của nó dài khoảng tầm là 5 mét ha. Chết rồi, cái này dính mỡ bò rồi. Cộng dây dài của nó thì nó sẽ dài khoảng tầm là 5 mét đó. Dây này là dây dây 1.25 ly nha anh em, 1 ly 25 đó. Nó sẽ úp xuống dày để tránh cái trường hợp là mưa nó ướt này kia đó. Nó có đèn ở đây nữa nè anh em, nó sẽ có báo đèn ở đây nữa. Cái đèn này khi mà thiết bị chạy nó sẽ màu đỏ nha, nó màu đỏ sáng trưng à. Rồi tiếp tục qua mã số 22 thì mình sẽ có một cái 22 mình sẽ có một cái máy đo lực giá là 900.000. Con này rất là nặng nha, nặng 5 kg đó. Đây để mình dỡ lên cho anh em, con này rất là gọn, dành cho những anh em nào muốn hiệu chuẩn cái thiết bị của anh em cần lực coi nó đúng hay không. Và con này dải của nó đo là 0,75 newton, có nghĩa là 75 cm trên mét nè. Đó, CN nha anh em, lưu ý kỹ ha. Đó, ở đây á thì anh em sẽ
hiệu chỉnh cái này, ví dụ cái kim nó lệch đúng không, anh em quay nó về số 0 cho nó chính xác. Đó đây số 0 rồi. Và hai cái cần gạt này là để anh em gạt cái càng. Ví dụ như khi mà anh em kẹp cái thiết bị vào của anh em đúng không, anh em lắc đó, ví dụ tới đây 20 nè, nó sẽ báo, anh em buông ra nó sẽ báo anh em vừa đo cái chiều vặn vào là 20, rồi chiều mở ra của nó sẽ là ví dụ vậy đi là 60, đó là 0,6 newton nữa nha anh em, đó chứ không phải là 60 new đâu. Đó anh em lưu ý ha, con này cuộn Tonichi, con này tình trạng còn rất là đẹp luôn. Và khi mà anh em lưu ý một điều là khi mà anh em đo lực á, anh em phải đặt cái này nó ở trên một cái bàn thật là phẳng nha anh em, thật là phẳng, tại vì nó có cái thước thị anh em nè. Đó, ở đây nó sẽ có một bốn cái cục giống như là bốn cái cục để anh em dời đi theo cái cỡ tua vít của anh em á. Nhưng mà ở ngoài bãi thì nó mất bốn cái cục này rồi, bốn cái cục này nó tròn tròn như vậy nè, anh em về anh em làm bốn cái cục hoặc là bốn con ốc anh em nhét vào cắm vào từng cái lỗ ở đây cũng được, nó chỉ có bốn cục thôi ha, anh em cắm theo cái chiều của anh em nào cũng được, tùy theo cái tua vít mà anh em muốn đo, nó đơn giản vậy thôi. Đó, tại vì cái bốn cái cục này không quan trọng lắm nha nè, nó là chỉ để giữ, thì khi mà nó xoay nè, nó xoay là xoay cái bàn này nha anh em. Đó, và đây là cái mặt này là mình tăng chỉnh được nè. Đó, tăng chỉnh theo cái cỡ ấy của anh em được, rộng ngắn gì là đây nè. À rồi. Đó, con này dạy lực rất là nhỏ nha. 0,75 niu, mình bán giá là 900.000. Đó, nặng khoảng tầm là 5 kg, mã số 22. Rồi bây giờ mình sẽ đi test một số món đồ. Rồi, đây test đồ một số đồ cho anh em nha. Thì đây là cái van nè, mình anh em làm một cái khóa nữa nha này. Làm một cái khóa cho dễ, bây giờ nó đang đóng rồi nè. Nó đang đóng ha. Thì mình sẽ mở cấp hơi vô là nó mở nè. Đó, thì anh em có những cái thứ mà khi mà cái áp lực nó cao, anh em không thể khóa bằng tay được, thì mình sẽ dùng cái van này nha anh em. Đó, cấp vô thì nó sẽ lòn cái đấy, anh em thấy không? Bây giờ mình rút ra nè. Mình rút ra là cái van này nó sập lại liền ha. Đó, nó sẽ sập lại liền. Đó, thì mình sẽ làm cái khóa cấp vào, nó sẽ mở ra, mở vô, mở ra đóng vào. Đó, mở ra. Đó, rồi, ok ha. Rồi, tiếp tục tới một cái nữa là cái này ha. Cái van này thì 450 nha, còn cái này là 400 nè. Cái này mình sẽ thử cho anh em. Đó, đây mình cấp vào nước anh em, thì mở cái này lên ha, thì nó sẽ hút nước ở dưới này lên đó, anh em thấy không, nước ra rất là mịn đó. Đó, để anh em xịt rửa đồ, ví dụ như những cái góc kẹt á, dầu á, anh em phụ dầu á. Đó, đây anh em không xài nó thì anh em gạt cái này xuống đó, nó sẽ ngưng nước nha anh em. Rồi ha, ok. Rồi tiếp tục tới cái con này đi, con này thì nó sẽ hút mặc định luôn nha anh em. Cái này thì nó hơi nhỏ cái ống nè, anh em đổi cái ống khác nha anh em, cái này anh em phải đổi cái ống khác, tại vì cái ống này nó đây, cái ống này nó nhỏ hơn mới được. Rồi bây giờ mình sẽ cắm hơi vào mình thử cho anh em. Đây nó bị tụt lên, tụt đó. Rồi đó, thì cái này nó sẽ rung nha nè, cái cần này nó sẽ rung nè, anh em sẽ thấy nó rung nhẹ nè. Đó, đó mình buông ra nè, đó đem thấy nó im ha, rung nè, đó nó sẽ rung, nó sẽ rung để nó đánh giống như anh em chà vậy đó. Đó, nó rung ha, và cái lưu lượng con này nó sẽ ra ít hơn. Đó, con này nó rung. Đó, hai con thì đều chạy ok hết anh em, không có con nào có vấn đề gì hết. Có điều là cái ống dây này thì nó là cái loại nhỏ ha, còn em muốn mà thay thế hơn nữa thì anh em phải mở cái này ra, anh em thay thế bằng cái răng 13 vào cho nó ra cái ống bự. Rồi, tất cả đều hoạt động tốt nha anh em, không có lỗi lầm gì ha. Rồi, bye bye.